Sao này? Sao đặc sản? Bên trước hả? Bên trước hả? Nóng quá, đường hoa nó nóng kinh khủng. Okay. Vừa rồi làm xong anh em đây đổ nền xong anh em làm tí anh vợ mình quay tí thôi thao. Đây là bạn Nam chia sẻ chung vui cùng anh em, chào tất cả mọi người nhá. Nói chung là làm nền xong, đổ nền xong thì anh em
làm tí mồi với bữa ăn. Việt rừng lộn. Mà thương dịch lượng mà ăn về không biết tối có lộn không? Chắc rồi. Đấy. Riêng anh em ở đây là không có lộn được gì hết, gần bên này chắc chắn tối nay phải lộn mấy vòng này. Đấy, anh Nam đây. Thôi mà đây tất cả rồi, anh em nhá. Cả anh em. Chung là làm xong cái nhà. Đấy, anh Thầu, anh Thầu chính đấy. Ôi giời, cái nước ngọt. Hai chai nước ngọt hai bên kìa. Kéo cánh. Thôi mời các bạn chung vui với anh em ấy nha. Mời tất cả mọi người nhá. Đây nát rượu kênh Quê Hương TV. À, đúng rồi, Nam Phương Nam kênh Quê Hương TV. Các bạn cùng giao lưu nha. Thôi, coi như là bữa tối của anh em là thế này. Cứ chỗ nào có miễn phí là có mặt. Không phải mình vẽ, mình bỏ mấy vòng mà rồi, ok, vừa nghe câu nói rất là hay. Để làm xong cái nhà, chủ nhà chưa tân gia, anh em đã tân gia rồi. Thì bây giờ là ông quay phim là ông chủ thầu, giờ chủ nhà chưa tân gia là đây, ông làm tân gia trước. Ngọc ơi, hỏng thật đấy chứ. Ơi hoàn thiện nhưng anh em đó, nhà cửa đẹp thêm tầng luôn, uống luôn mà vẫn uống ok luôn. Đâu mà vip thế, đâu mà vip các bạn sẽ thấy nữa đó. Đây trần thạch cao vip luôn nha anh em, thở trong ông chủ thầu đóng luôn nha. Chủ thầu là Aron Vlog, bỏ đi bao trọn gói, bao trọn gói, trọn gói vịt vịt quay. Mai mốt phải làm VIP hơn nữa, như thế này không được.